Tin về bão Suriga. Bão Suriga đang di chuyển với tốc độ chậm và tác động đến thời tiết Philippines. Theo các cơ quan khí tượng, cơn bão này ít có khả năng đi vào Biển Đông và hầu như không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Thời tiết vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu cũng không có sự biến động nào, vẫn ổn định với thời tiết tốt. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 20 tháng 4, khu vực tỉnh vẫn chịu tác động của rãnh áp thấp nên có mưa rào và dông rải rác. Mưa có thể diễn ra vào nhiều thời điểm trong ngày, một số nơi còn có mưa to, kèm theo nguy cơ xuất hiện các hình thái thời tiết như lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét. Ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Ngày mai trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 77-82%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 84-89%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo mây thay đổi, ngày có lúc có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, trên biển gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 21 tháng 4 năm 2021, mực nước cao nhất 350cm xuất hiện lúc 17 giờ, thấp nhất 145cm xuất hiện lúc 1 giờ.